Kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2020. Chúng tôi thấy có một cái lá thư phổ biến trên các cộng đồng mạng của một linh mục tên là Phêrô Nguyễn Lượng, quản sứ của giáo xứ Đồng Tiến và Minh Tú, cùng với các linh mục khác gửi ra đại khái là xin phép hiệu trưởng và giám hiệu cho các học sinh có ở trong những cái vùng theo đạo đó được nghỉ ngày lễ Noel 25 tháng 12. Chúng tôi thấy đây là một cái bước của họ quan trọng. Xin phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, là người suốt đời ở trong nghề giáo dạy học trung học cấp 3 ở Việt Nam và cũng như ở Mỹ. Xin thỉnh ý của giáo sư, nhưng mà trước tiên là xin đọc cái lá thư đó như sau: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy xin phép kính gửi thầy hiệu trưởng cùng ban giám hiệu trường phổ thông trung học Lê Trực. Chúng tôi gồm linh mục Phêrô Nguyễn Lượng, quản giáo xứ Đồng Tiến và Minh Tú, linh mục An Tôn Tô Quang Hùng, quản xứ Kinh Nhuận, linh mục Phaolô Nguyễn Minh Sáng, quản xứ Phù Kinh, linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Sáng, quản xứ Chợ Sàng. Trước hết, chúng tôi xin có lời cầu chúc quý thầy cô một mùa Giáng sinh an lành và năm mới 2021 bình an sức khỏe, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong công tác trồng người vô cùng cao quý. Kính thưa thầy hiệu trưởng cùng ban giám hiệu nhà trường, ngày lễ Giáng sinh hay lễ Noel vào ngày 25 tháng 12 hàng năm là một đại lễ của người Công giáo nói riêng và cũng là một ngày lễ hội lớn của toàn thế giới nói chung. Trong ngày đại lễ Giáng sinh, theo luật của Giáo hội Công giáo buộc các tín hữu phải tham dự thánh lễ. Chính vì thế, trong vai trò là những linh mục quản sứ và thay lời cho các bậc phụ huynh cùng các em học sinh, chúng tôi viết giấy này kính mong quý thầy cô trong ban giám hiệu trường Trung học Phổ thông Lê Trực cho phép các em học sinh Công giáo thuộc các giáo xứ Chợ Sàng, Phù Kinh, Kinh Nhuận, Đồng Tiến và Minh Tú được nghỉ ngày lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12, 2020 để các em được an tâm tham dự thánh lễ và chu toàn luật nghỉ của Giáo hội Công giáo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Ký tên chợ cuối ngày 17 tháng 12 năm 2020, người đại diện viết giấy phép là Phêrô Nguyễn Lượng ký tên. Xin giáo sư cho biết, nếu giáo sư là vị hiệu trưởng và giám hiệu nhận được cái lá thư này ở trường thì giáo sư nghĩ sao? Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay chúng tôi lại được ban biên tập mời đến để đóng vai trò của một ông hiệu trưởng nhận cái lá thư của các vị linh mục ở cái vùng giáo xứ đó để trả lời cho cái lá ông linh mục đó có nên cho phép hay không. Thưa quý vị, nếu tôi là hiệu trưởng của một cái trường trung học mà nhận được cái lá thư như vậy thì tôi có thể trả lời các ông linh mục như thế này. Thưa các ông linh mục, các ông là viên chức của quốc gia Vatican, tất nhiên là các ông cũng phải tuân hành lệnh truyền, lệnh trên hay pháp luật hay giáo luật của Vatican. Và chúng tôi á là viên chức của chính quyền quốc gia này Việt Nam thì chúng tôi cũng phải tuân hành lệnh luật pháp hay hiến pháp của đất nước của chúng tôi. Quý vị cũng như biết rằng chúng ta có cái câu ngạn ngữ rằng đáo giang thì tùy khúc, nhập giang thì tùy tục. Quý vị bây giờ là đang ở đất nước chúng tôi, mà đất nước chúng tôi thì cũng có luật pháp của chúng tôi, quốc pháp, gia có gia quy. Quốc pháp của chúng tôi bây giờ là riêng về giáo dục thì chúng tôi không thấy luật của về Bộ Giáo dục cho phép học sinh nghỉ vào cái ngày này thì chúng tôi không có quyền cho phép như vậy. Nhưng mà tôi cũng nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của bất kỳ nhà giáo nào cũng như là vai trò của ông hiệu trưởng đều mong muốn cho học sinh đi học đều để thâu thập được, tiếp nhận được những cái kiến thức của các thầy giáo giảng trong lớp học vào những cái ngày đó. Nếu mà học sinh mà nghỉ trong những ngày đó thì tự nhiên là học sinh mất đi những cái giờ học 5 tiết chẳng hạn, có tới 5 tiết học một ngày thì mất đi 5 tiết học, tức là 5 giờ học về những cái bài học đó, tức là học sinh đã rơi vào tình trạng dốt nát không biết cái bài học đó. Không có một ông thầy giáo hay là ông hiệu trưởng nào mà có lương tâm lại muốn cho học trò mình dốt. Ai cũng muốn cho học trò mình tốt và thành công trong việc học. Nếu các ông muốn cho nó nghỉ thì các ông nghĩ chứ chúng tôi vẫn ghi là nó không đi học, chứ chúng tôi không được phép là nó không đi học mà lại ghi nó có học, thì chúng tôi đó là việc làm gian dối, chúng tôi không thể làm được.
Đó là mong ông thông cảm cho chúng tôi trong cái vấn đề chức nghiệp. Bây giờ thứ hai là phần thứ hai, đây là nhận xét cá nhân của tôi về cái lời thơ, lời của ông nói trong thơ. Trong lời thơ ông nói rằng là ngày lễ Noel là ngày của toàn thể thế giới. Thì tôi thấy cái câu nói này của ông nói sai, không có đúng. Thế giới ngày nay có gần 7 tỷ người, cái tín đồ của Kitô giáo có hơn 1 tỷ. Vậy thì chỉ bằng 1/5, 1/6 của tỷ người, tất cả những người theo Hồi giáo họ không có cái ngày kỷ niệm ngày 25 tháng 12. Tất cả những người theo Phật giáo, người ta không có ngày kỷ niệm ngày 25 tháng 12. Tất cả những người theo Ấn Độ giáo, tức là cái nước Ấn Độ là rất là đông, người ta không theo cái ngày kỷ niệm này. Và tất cả những cái người dân tộc Đông Phương theo tam giáo cổ truyền như là Khổng giáo, Phật giáo, trong đó của Hàn Quốc, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, A Lao, Cao Bên và nhiều nước khác ở Đông Nam Á nữa, cũng không làm cái kỷ niệm này. Chỉ có một số thiểu số, rất là thiểu số Công giáo. Mà trong cái thiểu số đó thì nước Việt Nam là có số là tới 7 triệu, chứ các nước khác còn rất là ít, ít hơn. Có số tỷ chỉ có 1% thôi, họ không nghĩ. Mà các ông cho nghĩ như vậy, các ông nói rằng là toàn thể thế giới, điều đó các ông đã nói sai. Thưa quý vị, nhân tiện đây thì chúng tôi cũng xin nhắc cho quý vị biết rằng nước Việt Nam là cái nước, một trong những cái nước là theo đa tâm, đa tôn giáo. Nghĩa là sống theo cái nếp sống văn hóa đa phương, đa tôn giáo, vị tha. Đấy, riêng về nước Việt Nam thì có tới 54 chủng tộc. 54 chủng tộc đó họ cũng có tín ngưỡng riêng, không có cái nhóm thiểu số nào mà lại vì cái tôn giáo của họ mà đòi xin nghỉ cái lễ ngày đó. Thế thì chúng tôi không thể nào mà chấp nhận được một tôn giáo này đòi cái này thì tôn giáo khác cũng đòi như vậy, tôn giáo khác cũng đòi như vậy, thì một năm có mấy chục cái mấy hơn trăm ngày nghỉ học thì tới 54 người đều xin nghỉ học. Rồi như vậy thì cái trường của chúng tôi là giống như là không có phải học trò nữa. Hơn nữa, đạo Kitô đến Việt Nam là kẻ đến sau nhất và cũng là cái nhóm thiểu số chưa tới 7%. Vậy thì các ông đừng có đem cái thiểu số của các ông mà là các ông lại đòi hơn người khác. Đấy, phải tôn trọng, rồi các ông lại nói bù lu bù loa rằng là cái đạo này là đạo của toàn thể thế giới. Tôi thấy điều này các ông quá lấn lướt, vơ vào, nói sai, không đúng sự thật. Tôi mong rằng từ nay trở đi, các ông là những người đại diện của Chúa thì các ông cần phải nói thật, nói đúng, đừng có nói vơ vào và nói khoác lác như vậy nữa. Chúng tôi không biết từ năm 1975 đến ngày nay các ông làm thế nào, nhưng mà qua cái lá thư này thì chúng tôi nhận thấy là các ông tìm cách lấn lướt mà lấn dần dần để phải tôn trọng những cái gì thuộc về tôn giáo của các ông. Các ông có quyền tôn trọng cái tôn giáo của các ông, nhưng mà các ông không được lấn lướt sang cái phạm vi quốc gia, nhất là đòi hỏi luật pháp quốc gia phải cho phép các ông thế này, phải cho phép các ông thế kia. Cái điều đó là không thể được. Tôi xin nhắc lại là nãy tôi có nói là nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc. Thế thì bây giờ là các ông đã đến nước Việt Nam thì các ông cũng sống theo cái nước là đa tôn giáo, các ông sẽ cử hành lễ tôn giáo ở trong các nhà thờ của các ông và chỉ có giá trị đối với các tín đồ của các ông, và đừng có đòi hỏi gì ngoài cái quy luật mà pháp luật đã quy định. Pháp luật quy định thế nào thì tất cả nhân dân chúng tôi phải theo như vậy, và ông hiệu trưởng cũng như các nhà giáo cũng theo đúng cái tinh thần đó. Đặc biệt là cái tinh thần của nhà giáo cũng như là các ông hiệu trưởng đều mong muốn học sinh phải đi học đều, có mặt đầy đủ trong số những ngày quy định có học trong một năm là bao nhiêu ngày đó. Đấy, tôi hiểu biết là ở bên Mỹ thì một năm có cái thông thường đó là cái đa số các tiểu bang đó thì nó đòi hỏi 180 ngày thôi, nhưng mà nó có thể thay đổi theo từng tiểu bang. Thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy là cái lá thư này á, có thể nói là cái bước lấn lướt đầu tiên của những người theo Kitô giáo. Mà cái truyền thống Kitô giáo là từ trước giờ họ lấn lướt, họ có cái thói quen là được đằng chân, lăn đằng đầu, được cái này họ đòi thêm cái khác vô cùng. Vậy thì chúng ta là những người mà còn nghĩ đến đất nước, tổ quốc Việt Nam thì chúng ta phải nghĩ đến cái biện pháp đề phòng, dặn ngay từ lúc đầu, gọi là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, muốn uốn tre thì uốn lúc còn măng. Bây giờ nó mới nhu ra,
mới thò đầu ra thì chúng ta phải chặn đứng, bắt họ, bắt họ phải tuân hành luật pháp quốc gia, phải thượng tôn pháp luật quốc gia. Luật pháp quốc gia không có đặt ra vấn đề gì thì họ không thể đòi hỏi được cái điều đó. Đó là vấn đề ý kiến của chúng tôi, mong rằng ý kiến của chúng tôi được quý vị thông cảm, hiểu cho và tán đồng. Đến đây bài nói chuyện của chúng tôi đã coi như là chấm dứt. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị trong kỳ tới. Cảm ơn ông và xin chào tạm biệt quý vị khán thính giả.